Bàn thắng vừa rồi đã tạo ra cho Khắc Khiêm một ngày hoàn hảo, và sẽ là hoàn hảo hơn nếu như anh cùng với các đồng đội đăng quang kiến tạo, ghi bàn, quấy rối đối phương. Không những thế, pha lập công của Khắc Khiêm còn rất đẹp mắt và mẫu mực. Vào tối ngày hôm qua thì tôi đã rất cố gắng để có thể gọi điện và động viên cho Khắc Khiêm trước khi trận này diễn ra. Khắc Khiêm đã nói một câu xin lỗi rất đơn giản và ngắn gọn, và nói rằng là em cần phải đi ngủ sớm để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, và hy vọng rằng sẽ có thể đóng góp gì đó vào thắng lợi của U16 Việt Nam. Đến lúc này thì Khắc Khiêm đã đóng góp rất nhiều, không chỉ là một cái gì đó, mà là đóng góp vào cả 3 bàn thắng của U16 Việt Nam. Văn Đạt, Khắc Khiêm đang ở phía ngoài. Văn Đạt, Võ Văn Huy. Và cơ hội vẫn còn đấy ạ. Người vừa ghi bàn là cầu thủ mới vào sân, cách đây ít phút thôi, Mark Moric. Quả bóng hiếm hoi mà hàng phòng ngự của U16 Việt Nam ít hơn về số lượng so với đối phương. Chúng ta đã tham dâng đội hình lên hơi cao ở tình huống trước đó. Tuy nhiên lợi thế Khiêm. Trần Văn Đạt đang đi bóng hơi nhiều. Rất khỏe. Ngoài vào Thanh Bình. Thanh Bình đã đọc bài của cầu thủ đối phương và chặn đứng phá dứt điểm ở vạch vôi. Đó là cú sút của Dalen Pierias. Dalen Pierias đã đến những phút cuối trận nhưng rất nhanh và khỏe. Hậu vệ biên này đã lao vào và thể hiện sự dũng mãnh của mình, không khác gì một tiền đạo. Sự xuất hiện kịp thời của Thanh Bình giúp cho lợi thế vẫn thuộc về U16 Việt Nam. Kim Long vào sân, Ngô Kim Long. Khoảng trống ở cánh phải, nhưng thật may là vào lúc này thì thêm một quả phạt góc nữa dành cho các thủ 16 Australia. Văn Đạt, Hữu Thắng. Có quá ít những sự hỗn rất nguy hiểm. Đã có bàn thắng trong thời gian bù giờ cho cầu thủ 16 Australia. Bàn thắng thứ 8 của Robert. Có một điều gì đó rất khó hiểu với những đội bóng trẻ của bóng đá Việt Nam, đó là cứ mỗi khi gần với vinh quang rồi thì thủ thành của chúng ta lại mắc sai lầm. Nhưng chỉ một pha bóng sai lầm thôi là mọi thứ đã không còn nhiều ý nghĩa nữa. Đó sẽ là một bài học rất lớn với em. Không còn nhiều thời gian nữa. Văn Đạt rất cố gắng. Hữu Thắng. Geras đã lừa được Huy Hữu Tuấn rồi. Thành công. Cú bóng tiền đã đá rất chính xác.
Tuy nhiên quả đá vừa rồi cũng khiến cho rất nhiều người phải thót tim. Thêm một lần nữa. Rất chính xác. Một cái thở phào dành cho cú đá của Quang Độ. Xuân Kiên đã không. Xuân Kiên đã rất cố gắng đặt lòng về góc phải theo hướng so với Huỳnh Hữu Tuấn. Rất chính xác. Thủ Sang đã lừa được thủ thành đối phương. Bây giờ thì mọi thứ sẽ phụ thuộc hết vào Huỳnh Hữu Tuấn. Không được. Đây là một trận đấu không phải của Huỳnh Hữu Tuấn. Huỳnh Hữu Tuấn.